em xin chào tất cả cô chú anh chị em quay kênh Quốc Huyện Bắc Hà. Mọi người hôm nay lên cái video em giới thiệu mọi người có 3 con như này. Đây là vàng kem này, vàng kem đẹp cực luôn, lưỡi đốm gần hết luôn. Đấy, vàng kem cực đẹp luôn này. Đấy, bước chạy kìa, bước đi di chuyển này, đẹp chưa? Đấy, con cọc đỏ nữa này. Con cọc đỏ chắc phải gần chục cân rồi, tai lên căng đét rồi mọi người. Đây này, hôm trước em lên video lên cái ảnh ấy nó chưa căng đúng không? Đấy, nhưng mà hôm nay em lên video căng đét rồi đây. Mọi người nhìn này. Đấy nhá. Con này chắc phải tầm chục cân rồi đấy. Hôm bắt về nó khoảng 7 cân thôi nhưng mà nuôi mấy hôm nó to, nó mập mạp căng đét này luôn này. Nó to béo này luôn này. Đấy, nhìn này, đốm lưỡi đốm rất nhiều nữa, nhìn thần thái nó đi này. Đấy, con này thì như gấu luôn mọi người ạ. Đấy, đấy con vàng kem này dáng rất thông thả luôn. Con này vàng kem là cục gần như gần cơ cục tịt ấy mọi người ạ. Đây, ngoan nhanh nhẹn lắm này, xoay 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 mấy vòng này để tìm chỗ ị. Con đỏ này này xoay xoay mấy vòng tìm chỗ ị. Đấy, ị. Ui giời ông ta ăn trong tay đi ị luôn kìa. Vừa nãy một đống to tướng luôn. Mặt này, mình nhìn cái mặt nó này. Đây, mặt nó khủng kia này. Đấy, chạy à, chạy à. Đấy. Đấy, mấy con đen đến đây này. Mọi người nhìn con đen này. Con đen lông đuôi nó kìa, đuôi nó vắt trái kìa. Đuôi to hơn cả phải cả tay nó luôn này. Đấy, đuôi tay to hơn cả tay ở chân nó kìa. Đấy, con đen này. Yeah, đấy. Con đen này chắc khoảng là 6-7 cân rồi mọi người ạ. Đấy, đen tuyền luôn này. Đen tuyền lưỡi đốm luôn. Ba em siêu phẩm mọi người ạ. Ba em siêu phẩm luôn. Lại ăn. Đấy, nó lại mò vào ăn này. Đây, con đen này. Đấy, nhìn cái lông này, xê chưa? Những cái đuôi tay đuôi nó này, đây mọi người nhìn này, đuôi nó này, đấy, cái lông này, đuôi này, ra đây ra đây, còn chưa sầm em sờ luôn, kẹp chân, ấy kẹp chân, đen tuyền luôn, con này lông kinh khủng kia này này. Nhìn cái đuôi, mọi người nhìn kỹ cái đuôi nó kìa, cái đuôi to chưa kìa. Đấy, mọi người nhìn cái đuôi, so sánh cái đuôi nó với cái chân nó kìa. Đấy, nhìn to thật. Đen tuyền luôn, không một sợi trắng luôn. Cho nó miếng. Đói ăn bánh nhỉ. Ăn không? Úi giời. Tí lại tranh nhau. Đấy, con đỏ này. Nó thần thái cực luôn, chất luôn này. Ăn không gửi nhau nữa. Ăn bánh. À, người nhìn nó này. Đấy, đuôi kìa, chân kìa. Vàng kem này. Nhìn phê chưa? Ba em cực phê luôn đúng không mọi người? Đấy, cực chết luôn, để ăn bánh như người luôn. Chưa? Đấy, cô chú anh chị em nó có nhu cầu với em có số điện thoại 0777 51633. Đỏ nhìn đi rất điềm tĩnh luôn, rất cẩn thận. Tối sủa trong nhà thì cực ok luôn mọi người ạ.
nhìn này. Đèn này, đèn đang nằm ăn sướng, cười to chưa? Cười to thật. Đây, nắng. Ra đây. Lồng kinh khủng luôn. Đấy, sợ chưa? Đấy, cho kia về quán. Đấy, cho thanh niên này đi về quán. Không. Lên xe, đi về. Đấy, về quán. Đấy, lúc này đi SH. Đi một hai lần nó quen ngay mà con này. Con đen đi vào. Nó đi theo à? Không có đi đâu. Đấy, ngồi yên để đi xe đi về. Đấy, về quán này. Tí ra uống nước chè. Rồi, đen đây. Đen ơi, đen ơi. Đây, đây mọi người nhìn kỹ, ngắm kỹ đi. Con đen này lông kinh khủng luôn. Chê đâu luôn, đốm lưỡi nhìn thấy chưa, mọi người nhìn chưa. Đấy. Con vàng kem đẹp chưa mọi người. Tai nó còn một tí ở trên đầu ngọn đó mọi người. Còn tí đầu trên con đầu ngọn nữa. Lông này, con này khủng thật. Đây, đốm lưỡi này. Ôi, đốm lưỡi nhiều chưa. Lông sau này bờm nhiều lắm đây này. Mọi người ạ. Đấy. Con nào cũng đốm lưỡi luôn trong ba con này. Rất buồn. Nhìn máy xúc, ngắm máy xúc. Con kia, con kem kìa. Lưỡi phần nửa da phần trong này. Đốm gần như hết. Đấy, giờ con kia về rồi. Con kia cho lên quán của ông Minh rồi. Về cho nó ở trên đấy. Em nuôi hai con đây thôi chứ còn nuôi được nhiều. Dạ vâng. Con đỏ cho mang ra quán rồi. Đẹp chưa mọi người. Đấy. Con này chợ kia nó bằng xám ạ. Con xám ghi đến 18 triệu đấy. 18 triệu. Hôm họ giờ kia có bảo có 11 12 triệu thôi, chắc mình lên giá rồi. À con khác thế, con khác. Cô chú anh chị em nào có nhu cầu ơi em qua số điện thoại 0777 51633 nhé. Đấy, ba em này thích em nào ơi em. Tất cả đều được nhé. Chích hai mũi tể run ok hết rồi. Đuôi cọc thì em bảo hành trọn đời 100% nhé. Rồi ok mọi người, khả năng em cũng xin phép em dừng cái video ở đây. Cô chú anh chị em nào cần thì ơi em, số điện thoại em ghi trên màn hình ấy. Còn những con chó em tuyển thì mọi người không phải lo đâu nhé. Rồi ok chào mọi người, hẹn mọi người video sau.